Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với sàn ô tô Mỹ Đình, nơi chuyên cung cấp những chiếc xe siêu chất, siêu lướt đã qua sử dụng. Và ngày hôm nay thì em về được rất nhiều những cái mẫu xe gầm cao 5 chỗ, 7 chỗ cực kỳ ưng ý. Bởi cái chất lượng sản phẩm lần này em về thực ra là những chiếc xe gần như là siêu siêu lướt đấy ạ. Em sẽ lên sóng luôn để giới thiệu cho quý anh chị cập nhật và có thể lựa chọn cho mình được một mẫu xe ưng ý và phù hợp nhất với mình nhé. Đầu tiên thì em có một cái chiếc xe trong phân khúc gầm cao 5 chỗ, một chiếc xe cũng đang rất là hot ở trên thị trường chuyển nhượng. Và một cái màu xe cũng rất là bóng bẩy, đó chính là chiếc Mazda CX-5 2.5 phiên bản Luxury một cầu số tự động. Được trang bị ngoại thất màu đỏ pha lê, một màu đỏ rất là rực rỡ. Nó khác biệt hoàn toàn so với những cái màu đỏ ngay như chiếc VinFast Lux SA bên cạnh đây nhé mọi người nhé. Chiếc xe của em lăn bánh đúng 13.000 km, biển số tỉnh và em đã rút hồ sơ rồi. Hồ sơ cầm tay, có thể sang tên trong vòng một nốt nhạc thôi. Chiếc xe này thì có giá hiện tại em đang bán là 855 triệu và có thương lượng thì đến xem xe trực tiếp. Những chiếc xe này bên em có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe trong vòng 6 năm. Đó, một cái chiếc xe cực kỳ ưng ý và lướt lát. Còn bên cạnh đây, một chiếc xe SUV gầm cao 7 chỗ mang thương hiệu Việt. Chiếc VinFast Lux SA, đây là phiên bản cao cấp nhất sản xuất năm 2019, bản Premium, động cơ 2.0. Đó, mọi người có thể thấy tổng thể của chiếc xe này nó còn rất là mới, xe mới lăn bánh đúng 2 vạn km thôi và biển số tỉnh em cũng đã rút hồ sơ rồi. Bản Premium sẽ được trang bị cái cúp điện. Đó. Mời mọi người có thể chiêm ngưỡng cái nội thất của chiếc xe này. Màu đỏ nội thất da bò màu nâu phối với nhau rất là đẹp. Đó. Một chút về nội thất của chiếc xe này nhé mọi người nhé. VinFast Lux SA 2.0 Premium, bản cao cấp nhất sản xuất năm 2019 và lăn bánh đúng 2 vạn km thôi. Đó, tất cả những chi tiết từ tapi cửa đến nội thất vô lăng cần số nó còn rất là mới ạ. Với tầm giá loanh quanh trên 1 tỷ đồng thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. Thay vì trước đây bỏ ra khoảng 1 tỷ 8 mới lăn bánh được chiếc xe này thì bây giờ đến với em nó chỉ có khoảng giá khoảng tầm 1 tỷ 050 triệu đồng thôi. Đó. Và ngày hôm nay em sẽ có một cái chương trình cực kỳ đặc biệt cho hai chiếc xe Honda HR-V mà hiện tại bên em đang có. Hai chiếc xe đều màu trắng, phiên bản L sản xuất năm 2019, bản cao cấp nhất. Ở bên kia em có một chiếc nữa. Ngày hôm nay với giá 750 triệu cho chiếc xe này nhé mọi người nhé. Đó, mọi người có thể tham khảo toàn bộ tổng thể chiếc Honda HR-V này. Xe đã được lên full body kit rồi, xung quanh xe, cảm biến lùi và bộ la răng rất là đẹp. Đây, nội thất của chiếc xe này. Từ tapi rồi ghế da căng đét luôn, gần như là không có người ngồi ở hàng ghế thứ hai. Xe lăn bánh đúng 1 vạn 8 km, mang biển số thành phố, em đã rút hồ sơ. Những chiếc xe như này mặc định đăng ký lại Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển đâu ạ. Đó, bộ la răng rất là đẹp nha mọi người nhé. Lốp theo xe còn rất là dày. Đó. Với giá chỉ có 750 triệu đồng thôi. Trước ở clip trước em báo giá chiếc xe này là 769 triệu. Nhưng bây giờ em sẽ deal cái giá xuống và sẽ có chương trình khuyến mãi trong tuần này cho chiếc Honda HR-V. Và bên cạnh đây, một cái mẫu xe sang trong phân khúc 5 chỗ của thương hiệu Land Rover. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc. Ngoại thất là màu đỏ, nội thất là hai màu đỏ đen. Và chiếc xe này cũng rất là mới, mới lăn bánh được hơn 4 vạn km. Một chủ sử dụng từ đầu, biển số thành phố, em cũng đã rút hồ sơ rồi. Mời anh chị có thể tham quan một vòng quanh chiếc xe này. Phiên bản Dynamic, trang bị 5 camera, cửa sổ trời Dynamic, la răng mẫu mới rồi. Cốp điện, đó. Khoang hành lý cũng rất là rộng rãi, mọi người có thể để được rất là nhiều vali hay là những đồ vật dụng cá nhân để trên xe trong những chuyến đi xa. Còn đây chính là cái nội thất thể thao của chiếc Land Rover Evoque 2015 này. Xe lăn bánh hơn 4 vạn km, ghế da còn căng đét luôn. Hai màu thể thao rất là đẹp, cửa sổ trời toàn cảnh, Dynamic. Khoang lái của chiếc Land Rover này, mặc dù qua 7 năm rồi nhưng mà chiếc xe nó vẫn toát lên được cái vẻ sang trọng cũng như là lịch lãm. Rất là đẳng cấp, hiện đại, với những cái hệ thống an toàn rất là cao.
Chiếc xe này hiện tại em đang bán với giá là 1 tỷ 460 triệu đồng nhá anh chị nhá. Đã được gắn thêm camera hành trình rồi. Đó. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là có 1 2 cam đằng trước và có tổng thể 5 camera. Đến với một cái mẫu xe sang tiếp theo mà bên em đang có, chiếc Mercedes GLC 300 4MATIC sản xuất năm 2018. Xe mang biển số Hà Nội, sử dụng 4 vạn km, cực kỳ mới. Được trang bị ngoại thất màu đen, nội thất là màu nâu Espresso. Rất là mới luôn. Lan răng của chiếc xe này được chủ xe đã sơn đen rồi và phối với phanh Brembo. Nhìn rất là thể thao. Được trang bị kính cách âm 3 lớp, cam 360 độ, có đá cốp và cốp điện. Đó. Xe rất là mới nha mọi người nhé. Biển số Hà Nội rồi. Biển số này thì chúng ta chỉ cần sang tên và giữ nguyên biển này. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 1 tỷ 760 triệu đồng. Đó. Chúng ta đến với cái mẫu xe tiếp theo, mẫu crossover. Một chiếc xe được chủ xe cũng đã độ rất nhiều đồ chơi. Những cái phụ kiện đi kèm này, biển số thành phố và cái đèn LED ở đây thì chủ xe cũng đã phối thêm rồi. Đó. Chiếc Peugeot 2008 phiên bản GT Line, cực kỳ mới, lăn bánh đúng 1 vạn km, biển số thành phố nhé mọi người nhé, màu trắng thì cực kỳ đẹp rồi. Mẫu Peugeot được đang được rất là hot ở trên thị trường và rất nhiều người ưa chuộng sử dụng cái dòng này. Với tầm giá chỉ trên 800 triệu đồng thì chúng ta đã có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Hiện tại xe ở trong hãng thì cũng rất là hiếm và giá lăn bánh của nó là khoảng 940 triệu. Thì đến với em, anh chị sẽ tiết kiệm đâu đó được khoảng 100 triệu so với xe mới nhé. Và chiếc xe này là sản xuất năm 2021 luôn, đi đúng hơn 1 vạn km thôi. Đó, màu trắng rất là đẹp. Chiếc xe được khuyến mãi trong tuần này em giới thiệu tiếp, đó chính là chiếc Honda HR-V phiên bản L, sản xuất năm 2019, màu trắng, nội thất đen và xe lăn bánh hơn 3 vạn km. Có trang bị cam 360 độ, cốp điện đầy đủ những option cần thiết. Mời mọi người cùng tham khảo một vòng. Nội thất của chiếc xe này cũng còn rất là mới nhé mọi người nhé. Đó. Với giá là chỉ có 750 triệu đồng thôi. Hãy đến ngay sàn ô tô Mỹ Đình, địa chỉ số 86 Trương Công Giai, Cầu Giấy để xem xe, lái thử và cảm nhận, và sẽ nhận được với mức giá hỗ trợ ưu đãi nhất cho tuần này hai chiếc Honda HR-V bên em. Giá trên đã bao gồm chi phí lăn bánh rồi nhé mọi người nhé. Còn phía bên cạnh đây, một cái mẫu xe sedan trong phân khúc hạng B, một chiếc xe cũng rất là mới mà bên em đang có, Kia Soluto, động cơ 1.4 số tự động phiên bản Luxury, bản cao cấp nhất. Chiếc xe này lăn bánh đúng 1 vạn 4 km, mang biển số Hà Nội. Chiếc xe này thì trước đây em bán cho một bác ở trên Sóc Sơn, Hà Nội. Và bây giờ bác ấy đổi lên chiếc CR-V của bên em và em lại nhập lại chiếc xe này. Các bác mua xe của em, đương nhiên sau khi có nhu cầu đổi lên xe cao hơn thì em sẽ nhập lại những chiếc xe mà trước đây em bán. Chiếc Kia Soluto đó, cốp rất là rộng nha mọi người nhé. Các bác nào mà muốn mua về chạy kinh doanh dịch vụ thì mẫu xe này cũng rất là phù hợp. Đó, tất cả những cái chi tiết nhựa như này vẫn còn rất là mới, lốp sơ cua thì chưa một lần chạm đất luôn, mới toanh. Với tầm giá khoảng 450 triệu đồng cho chiếc xe này, hãy đến ngay sàn ô tô Mỹ Đình. Còn phía dưới đây, một cái mẫu xe crossover nữa. Xe của em để trong này nó hơi hai mặt tiền nên nó hơi bụi một chút nhé. Còn khi mà rửa lên thì nó sẽ rất là bóng bẩy và sạch sẽ. Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium sản xuất năm 2020. Và chiếc xe này thì lăn bánh đúng 2 vạn km, mang biển số thành phố. Em đã rút hồ sơ rồi, màu trắng thì cực kỳ đẹp. Và chiếc xe này có giá là 595 triệu. Hỗ trợ trả góp 70% nhé mọi người nhé. Đây là chiếc Kia Cerato trong phân khúc C, em đã bán rồi. Còn bên cạnh đây thì em có một cái mẫu xe cũng rất là ưng ý này, chạy cũng rất là ít và đặc biệt là chiếc xe này lên tới 204 mã lực. Hyundai Elantra 1.6 Turbo, sản xuất năm 2018, biển số Hà Nội.
và xe lăn bánh đúng 3,5 km, rất là mới và chủ xe cũng giữ gìn rất là cẩn thận. Mời mọi người một vòng quanh xe để cùng cảm nhận cái độ mới của chiếc Hyundai Elantra 1.6 Turbo này. Và đặc biệt là em đã tư vấn cho chủ xe lên một dàn lốp Michelin. Chiếc xe này là cũng là chiếc xe mà chủ xe đã mua của em và lên đời. Lên đời chiếc VinFast Lux A 2021 phân khúc hạng D. Đó. Chiếc xe phân khúc sedan hạng C này thì có khoang hành lý cực kỳ rộng rãi luôn. Lốp sơ cua ở phía dưới này cũng chưa một lần chạm đất nha mọi người nhé. Em quay như này rất là chi tiết này, mọi người có thể xuống tiền được luôn nhé. Tất cả bên em, xe bên em bán ra đều có cam kết bằng văn bản, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc km chuẩn, hộp số zin. Đó. Elantra Sport 204 mã, động cơ 1.6 turbo, trang bị full option, gẩy số vô lăng thể thao đầy đủ, màn hình cam lùi rồi sấy sửa ghế. Chiếc xe này hiện tại bên em đang bán với giá là khoảng 600 triệu đồng. Các bác cứ đến xem xe trực tiếp và sẽ có giá ưu đãi nhất, tốt nhất cho mọi người. Một mẫu xe nhỏ gọn xinh xinh trong phân khúc hạng A, đó chính là chiếc Kia Morning phiên bản SI sản xuất năm 2016, màu trắng, nội thất màu ghi. Và chiếc xe này lăn bánh đúng 23.000 km, tức là 2,3 vạn. Rất rất mới luôn ạ. Đây, mọi người có thể đi xem tổng thể quanh chiếc xe này, tất cả những nước sơn rồi la răng lốp còn nguyên zin và rất mới, 2,3 vạn km. Có lẽ là chiếc xe này không có chiếc thứ hai cùng đời với chiếc xe này. Vẫn còn cả áo phủ xe, bạt phủ xe nhé mọi người nhé. Với tầm giá khoảng loanh quanh khoảng 300 triệu đồng, trên 300 triệu đồng một chút thôi. Các bà xã đi chợ hoặc là đưa đón con di chuyển trong phố, chiếc xe này nó rất là thuận tiện. Đến với một mẫu xe hạng A tiếp theo của nhà Toyota, đó chính là chiếc Toyota Wigo, động cơ 1.2 số tự động, màu trắng. Hiện tại em đang có hai chiếc trong tầm giá loanh quanh trên 300 triệu đồng một chút này cho quý anh chị lựa chọn. Chiếc xe này mang biển số thành phố và lăn bánh được hơn 3 vạn km. Em đã rút hồ sơ rồi. Em đang chào bán chiếc này với giá là 348 triệu đồng. Toyota Wigo, sản xuất năm 2019. Một thương hiệu Nhật Bản rất được nhiều người ưa chuộng. Còn bên cạnh đây là một cái mẫu xe phân khúc gầm cao 5 chỗ thì đã ra biển Hà Nội rồi. Và ngày mai em sẽ giao chiếc xe này vào trong Sài Gòn cho chị Linh. Chị đã tin tưởng và chuyển tiền mua xe mà không cần phải xem xe. Đó. Ở đây em có hai mẫu xe máy dầu, một chiếc Kia Sorento 2018, một chiếc Hyundai Santa Fe 2019 bản cao cấp. Chiếc này thì em đã nhận cọc và cũng chờ ngày đẹp để bàn giao xe cho khách thôi. Còn chiếc xe này thì ngày hôm nay em vừa mới về sáng nay. Chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản Premium, động cơ 2.2 máy dầu, ngoại thất là màu nâu cà phê, nội thất là màu đỏ đen, hai màu thể thao. Chiếc xe lăn bánh đúng 1,8 km và là biển số thành phố. Chiếc xe này bên em đang bán với giá là 1 tỷ 165 triệu đồng. Hiện tại thì Santa Fe đang rất là hot, mà đặc biệt là Santa Fe dầu. Ở cái mức giá xăng nó đang rất là cao như này thì các bác đi nhiều, sử dụng nhiều, đi lại nhiều hoặc là hay đi xa thì máy dầu nó cực kỳ kinh tế và tiết kiệm. Vâng. Chiếc Hyundai Santa Fe cực kỳ mới luôn. Còn phía trong đây thì em có mẫu sedan hạng C Altis thì em đã nhận cọc của khách hàng rồi và cũng đang chờ hồ sơ để hoàn tất thủ tục ra biển cho khách hàng. Phía dưới đây hai cái mẫu xe sedan trong phân khúc hạng D, Mazda 6 2018 Premium 2.0 và Mazda 6 2020 Model 2021 đều là phiên bản 2.0 Premium. Hai chiếc này thì em vừa nhận cọc xong. Một chiếc thì bán về Ninh Bình và một chiếc thì bán về Hải Dương. Rất được tín nhiệm của mọi người. Vừa rồi là toàn bộ những chiếc xe mà bên em sàn ô tô Mỹ Đình đang có. Anh chị mà có nhu cầu chiếc nào thì hãy nhấc máy lên và gọi điện trực tiếp cho em để có thể lựa chọn cho mình được một mẫu xe phù hợp ưng ý nhất nhé.
Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết bằng văn bản là xe không bị đâm đụng, va chạm, ngập nước, máy móc hộp số nguyên bản. Mọi người nhanh tay đến ngay địa chỉ 86 Trương Công Giai, Sàn ô tô Mỹ Đình để có thể xem xe, lái thử và cảm nhận. Cảm ơn mọi người.